Xin chào các bạn, Hốt Tất Liệt và Thành Cát Tư Hãn đều là những đại hãn có tham vọng mở rộng bờ cõi. Hốt Tất Liệt là người có công thống nhất Trung Nguyên và lập ra triều đại nhà Nguyên, không chỉ được hậu thế nhắc tới nhờ tài năng lãnh đạo, mà ông còn được biết đến bởi những bí ẩn xung quanh cuộc đời mình. Mặc dù cuộc đời Hốt Tất Liệt đã bị cuốn vào những vòng xoáy của nghiệp binh đao và những sóng gió triền miên của cuộc chiến tranh giành quyền lực khốc liệt, nhưng có một điều không thể phủ nhận, Hốt Tất Liệt là một hoàng đế kiệt xuất. Hốt Tất Liệt là vị đại hãn thứ 5 của đế chế Mông Cổ. Dưới thời của ông, sự hưng thịnh của đế chế này đạt đến đỉnh điểm. Ông cũng là người dựng lên nhà Nguyên ở Trung Hoa và có tham vọng chinh phục nốt các quốc gia lân cận như là Nhật Bản, Java và cả Đại Việt, nhưng thất bại. Hốt Tất Liệt là vị vua có trí tuệ, rất chú ý đến kinh tế, giao thông. Và đây là những câu chuyện xung quanh cuộc đời của Hốt Tất Liệt. Năm 1215, trên vùng thảo nguyên Bao La, Thành Cát Tư Hãn mang theo đại quân tung vó ngựa chinh phạt khắp nơi. Trong cuộc chiến với quân Kim, hậu phương của Thành Cát Tư Hãn bất ngờ bị đánh lén, và giữa trùng trùng binh đao, một đứa bé đã chào đời. Tiếng khóc của nó vang vọng khắp chiến trường, báo trước tương lai gắn chặt với vận mệnh lịch sử của một quốc gia, gắn chặt với khói lửa mịt mù. Đứa bé đó chính là Hốt Tất Liệt, người con trai thứ hai của Đà Lôi với vợ cả và là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn. Từ thuở nhỏ, Hốt Tất Liệt đã sớm chứng tỏ là một người thông minh, trượng nghĩa và quan trọng nhất là khả năng quân sự thiên bẩm. Tư chất của Hốt Tất Liệt là niềm tự hào, niềm vui mừng khôn xiết với Thành Cát Tư Hãn, nhưng đồng thời cũng dấy lên mối lo ngại, tị hiềm của những vị vương gia tham vọng khác. Và từ đó, cuộc đời của Hốt Tất Liệt đã bị chôn vào những vòng xoáy của nghiệp binh đao cùng những sóng gió triền miên của việc tranh giành quyền lực. Sau khi chứng kiến cha mình bị chính người anh em hãm hại, Hốt Tất Liệt nhận thấy phải dùng thủ đoạn chính trị để đấu tranh với quyền lực đương thời. Trải qua trăm ngàn cay đắng, chiêu hiền đãi sĩ, Hốt Tất Liệt đã đánh bại những thế lực xung quanh để lập ra triều Nguyên. Năm 1260, Hốt Tất Liệt đã trở thành đại hãn của đế chế Mông Cổ sau khi anh trai ông là đại hãn Mông Kha chết năm trước đó. Mặc dù em trai ông là Ali Bất Ca cũng tự xưng là đại hãn tại kinh đô của đế quốc Mông Cổ vào thời điểm đó. Cuối cùng thì Hốt Tất Liệt vẫn giành thắng lợi trước Ali Bất Ca vào năm 1264. Và mặc dù cuộc tranh giành quyền kế vị đã đánh dấu sự kết thúc của yếu tố thống nhất chính trị trong nội bộ đế chế Mông Cổ, đến năm 1271, Hốt Tất Liệt thành lập nhà Nguyên. Năm 1279 thì quân đội của ông tiêu diệt nhà Nam Tống và thống nhất Trung Quốc. Hốt Tất Liệt đã chấp nhận những mô hình chính trị văn hóa Trung Hoa, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của các lãnh chúa địa phương, những người đã nổi lên nắm quyền lực trong thời kỳ cuối của nhà Tống. Tuy nhiên do mất niềm tin vào người Hán nên ông đã chỉ định người Mông Cổ, người Trung Á, người Hồi giáo và một ít người châu Âu vào các vị trí cao hơn người Hán. Hốt Tất Liệt bắt đầu nghi ngờ người Hán khi mà con rể của một vị dưới trướng ông đã nổi dậy chống lại Hốt Tất Liệt khi mà Hốt Tất Liệt đang quyết đấu với Ali Bất Ca tại Mông Cổ, cho dù ông vẫn tiếp tục mời và sử dụng một số cố vấn người Hán. Ngoại sử Mông Cổ kể rằng sau khi đạp đổ Trung Hoa dưới vó ngựa chinh phạt của mình, Hốt Tất Liệt nghĩ ngay đến chủ trương toàn xúc nên phán rằng đất đai nơi này rộng lớn và tươi tốt, khí hậu ôn hòa, nhưng dân Hán đông quá, sống chật hết đất. Nay ta lệnh giết hết dân Hán để lấy chỗ chăn nuôi súc vật. Một trí thức người Hán đang làm thông ngôn cho quân Mông Cổ nghe vậy hoảng hốt đã nghĩ thầm: thằng mọi dợ du mục này quả là ngu, ta phải khai hóa cái đầu bò tối tăm của hắn để cứu Hán tộc. Rồi quỳ mọp xuống đất và thưa: thưa đức đại đế anh minh, nuôi người Hán có lợi hơn nuôi súc vật. Các tướng Mông Cổ mới tức giận mà quát nạt: vô lý, vô lý. Nuôi người Hán mà lại lợi hơn nuôi súc vật à? Người Hán có làm ra sữa, ra thịt như cừu, ngựa hay không? Hốt Tất Liệt mới phán: ngươi giải thích cho thông, không thì ta chém đầu. Trí thức Hán thưa: dạ để cho người Hán sống không phải nuôi, cho chúng tự do làm ăn, của cải chúng làm ra bắt đóng thuế thì lợi gấp trăm lần nuôi súc vật. Hốt Tất Liệt đã lãnh đạo quân đội của mình thảo phạt từ Tây sang Đông, từ Đông sang Tây, thì đầu óc không hề ngu muội tăm tối như kia. Ngay lập tức ông ngộ ra, liền dẹp bỏ chủ ý toàn súc để cho người Hán sống thu thuế. Từ đó dưới sự lãnh đạo của ông, đế quốc Mông Cổ đã đạt đến đỉnh điểm của sự hưng thịnh. Đó chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng nó cũng cho thấy phần nào đó sự khác biệt giữa người Hán và người Mông Cổ. Tuy vậy, so với những đại hãn của Mông Cổ trước đó, Hốt Tất Liệt có tư duy và chiến lược khác biệt. Thay vì bài xích, ông chấp nhận văn hóa và mô hình chính trị của Trung Hoa. Ông cũng sử dụng các học giả người Hán cải cách hệ thống chính trị của Mông Cổ. Tư tưởng tiến bộ của Hốt Tất Liệt có sự góp công của ba học giả người Hán, đó là Lưu Bình Trung, Hứa Hành và Diêu Xu. Sử sách ghi chép lại rằng họ đều là những người vô cùng uyên bác, tài giỏi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý.
Nhờ có đề xuất của ba người, Hồ Tất Liệt đã thay đổi đường lối cai trị, tập trung phát triển nông nghiệp, trường học. Họ đã đi đầu trong việc khuyên nhủ Hồ Tất Liệt trả lại đất để tránh chiến tranh, chấm dứt nạn giết người bừa bãi để thu phục lòng dân, giúp ông thống nhất Trung Quốc lập ra nhà Nguyên. Sau đó họ đều được Hồ Tất Liệt giao cho giữ những chức vụ quan trọng trong triều. Hồ Tất Liệt cũng là một người cực kỳ tham vọng. Ông không chỉ chinh phục những nước cận kề thành những nước chư hầu, mà còn có ý định thôn tính cả Nhật Bản, Miến Điện, Chiêm Thành, Java, bây giờ là Indonesia và Đại Việt nhưng không thành công. Nổi bật là Thoát Hoan, con trai thứ 9 của Hồ Tất Liệt. Thoát Hoan được biết đến trong lịch sử Việt Nam ta qua hai lần mang quân sang đánh Đại Việt nhưng đều thất bại, thậm chí còn bị quân Trần tấn công truy đuổi gắt gao. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng cho binh lính khiêng chạy về nước. Hai lần thất bại nặng nề ở Đại Việt của Thoát Hoan khiến Hồ Tất Liệt giận dữ. Năm 1291, Thoát Hoan được lệnh đến Dương Châu trấn thủ. Từ đó, Thoát Hoan không được trở về kinh đô châu Hồ Tất Liệt cho tới khi chết. Không chỉ có Đại Việt, Hồ Tất Liệt còn nhiều lần đưa thuyền yêu cầu lập bang giao cùng Nhật Bản nhưng nước này đều không hồi đáp. Vì vậy, năm 1274, Hồ Tất Liệt đã ra lệnh cho 900 chiến thuyền và 3 vạn quân sang đánh chiếm nước này, nhưng do không đủ lực lượng nên đành rút về và cũng gặp những nguyên nhân về mặt thiên tai nữa. Và đó cũng không phải là lần đầu tiên Hồ Tất Liệt đánh Nhật Bản. Dưới sự trị vì của Hồ Tất Liệt, những tuyến đường giao thương với phương Tây và các khu vực khác như con đường tơ lụa đều đạt được những phát triển rực rỡ. Ngoài ra, Hồ Tất Liệt còn vô cùng chú trọng đến sự an toàn của các đoàn thương nhân Mông Cổ và nước ngoài bằng cách cho người bảo vệ họ khi di chuyển qua các con đường này. Ông là một vị hoàng đế góp công lớn trong việc xây dựng hệ thống hạ tầng của Trung Hoa. Dưới triều đại của ông, đường xá, những tuyến thương mại, kênh mương đều được xây dựng vô cùng kỹ lưỡng và được đầu tư bằng rất nhiều tiền của. Cũng nhờ vậy, hoạt động giao thương của nhà Nguyên với phương Tây đạt đến một thời kỳ vô cùng thịnh vượng. Và không chỉ có thế, Hồ Tất Liệt trong thời đại trị vì của mình rất chú trọng đến sự phát triển của các tôn giáo. Dù ông là người theo đạo Phật, nhưng ông vẫn cho người mời sứ giả các nước đến Trung Hoa để truyền bá đạo Kitô, đạo Hồi. Và cũng trong những năm này, sự phát triển của các tôn giáo rất mạnh. Qua những câu chuyện kể trên, hậu thế có lẽ đã hiểu thêm về cuộc đời của Hồ Tất Liệt, không chỉ là một vị vua nổi tiếng, một vị đại hãn nổi tiếng đã chinh phạt Trung Nguyên, chinh phạt các nước khác, mà còn biết thêm nhiều chuyện về Hồ Tất Liệt. Và điều quan trọng, đội quân của Hồ Tất Liệt do con trai của ông, Hoàng tử Thoát Hoan chỉ huy, đã thất bại tại Đại Việt chúng ta. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.